trở lại với vlog của mình, nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Có thể các bạn đã biết, Map Police được biết đến là một biểu tượng đặc trưng của đất nước Canada. Và hình ảnh của chiếc Map Police này được xuất hiện ở khắp mọi nơi trên đất nước, ví dụ như trên quốc kỳ, trên những cái chai syrup, và đặc biệt nó còn là tên của một đội bóng hockey rất là nổi tiếng ở Toronto. Và ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi xem lại Map phiên bản đời thực. Let's go! Bây giờ Canada đang là mùa thu, có lẽ với mình và rất nhiều người sẽ nói rằng đây là mùa đẹp nhất trong năm, bởi thời tiết khá là dịu mát và có một chút gì đó rất là se lành. Cảnh vật thì chìm ngập trong những sắc vàng đỏ đặc trưng của mùa thu Canada. Những ngày mùa thu thì dù có đi đâu thì bạn cũng sẽ nhìn thấy sắc thu bao phủ khắp mọi nơi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi hiking và cùng ngắm lại rừng cây vào mùa thu với mình. Địa điểm mà tụi mình tìm đến chính là Rattlesnake Point Conservation Area thuộc thành phố Milton, tỉnh bang Ontario. Đây là một địa điểm lý tưởng để các bạn có thể đi bộ đường dài, đi camping hoặc là leo núi. Những cái trail dài tưởng chừng như vô tận sẽ không bao giờ làm cho các hiker thất vọng. Trong chuyến đi này, tụi mình sẽ thực hiện một chặng đường đi khá là dài, bắt đầu từ Rattlesnake Point cho đến Crawford Lake rồi vòng về. Cái trail này dài 10 km, và nếu đi bộ thì mình nghĩ sẽ mất khoảng tầm 1 tiếng để hoàn thành chuyến đi. Tuy nhiên, trên đường đi đến đó, các bạn có thể dừng chân tại những cái viewpoint để được chiêm ngưỡng cảnh vật từ thiên nhiên từ trên cao. Vào mùa này, những cái trail sẽ được nhuộm vàng bởi những chiếc lá vàng rơi. Và nếu nhìn từ trên cao xuống, các bạn sẽ nhìn thấy một rừng cây ngập tràn trong sắc vàng đỏ. Không biết dạo này cuộc sống của các bạn có ổn không? Còn mình thì đôi khi mình cảm thấy cuộc sống sao trông chênh đến lạ thường. Công việc của mình thì vẫn diễn ra một cách rất là thuận lợi, chỉ là đôi khi mình cảm thấy chán trường và thiếu động lực với những công việc mà bản thân mình đang làm. Mình nghĩ đây là lúc để bản thân mình cần phải nạp lại năng lượng trong những cái chuỗi ngày làm việc mệt mỏi. Đôi khi chúng ta bận làm người lớn mà quên mất việc dành thời gian cho những đứa trẻ trong tâm hồn của chúng ta. Những lúc như vậy thì mình thường muốn đi đâu đó thật xa, thật yên bình để được hòa mình vào thiên nhiên đất trời. Hóa ra đôi khi chúng ta cũng quên lãng chính mình trong những cái lo toan của cuộc sống thường ngày. Hóa ra đôi khi chúng ta cũng quên nhắc nhở bản thân phải trông chậm lại để cảm nhận những cái điều tuyệt vời ở xung quanh chúng ta, đúng không nào? Những lối mòn đầy đạ và lên xuống khúc khuỷu khiến mình cảm thấy rất kiệt sức và có ý định muốn bỏ cuộc để quay về. Nhưng mà mình đã học được rằng dù cuộc sống có khó khăn ra sao thì cũng hãy cho phép bản thân thử cố gắng thêm một chút nữa, vì có thể những cái điều tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta ở phía trước con đường, nên đừng dễ dàng từ bỏ nha các bạn. Chắc các bạn thắc mắc là hôm nay mình đi với ai ha? Thực ra thì hôm nay mình đi với một người bạn của mình, chứ đi xa như thế này thì đâu thể đi một mình được đúng không? Mình đã từng tự hỏi bản thân là tại sao mình không có được nhiều bạn bè để có thể rủ đi chơi chung cho vui? Hay tại sao bản thân mình lại không thể enjoy những cái bữa tiệc nhiều người? Nhưng mà càng lớn mình càng hiểu bản thân mình nhiều hơn. Mình biết mình muốn cái gì và mình không có cố gắng ép bản thân làm những cái điều mà khiến mình cảm thấy không vui. Thực ra thì mình không cố cổ tách biệt hay chạy trốn về thế giới loài người, chỉ là mình đang tận hưởng cái sự một mình ấy theo cái cách riêng của mình mà thôi. Vậy là sau hơn gần một tiếng đồng hồ thì tụi mình cũng đã đến Crawford Lake. Trước khi khám phá Crawford Lake, các bạn hãy tạm dừng chân ở Visiting Center, mua một ly coffee rồi ăn một chút gì đó để lấy lại sức. Khi đến đây, các bạn nên khám phá Longhouse Village. Longhouse Village là một ngôi nhà dài được xây dựng từ thế kỷ 15 và được tái thiết kế thành một địa điểm du lịch, nơi mà mọi người có thể tìm hiểu thêm về lịch sử và văn hóa của những người dân bản địa sống xung quanh hồ Crawford trước. What kind of animal is it? This is a raccoon.
Raccoon. See the head and the tail. The fuck. Wow. Look at that, is that kind of like, yeah, they used to eat, right? Funny. There's a lot of, like, animal skin. All animal skin. What is that? A basket. It's a boat. To cut the feet? No. No, play game. Play the oh. Lacrosse. Từ khu nhà Long Hall, các bạn sẽ đi bộ khoảng 2 đến 3 phút để đến được cây hồ Crawford này. Điều đặc biệt ở cây hồ này là nước hồ rất là sâu so với diện tích bề mặt của nó, và nước ở nửa trên của hồ không trộn lẫn với nước ở nửa dưới. Vì vậy mà mặt nước hồ rất là xanh và có một cái màu xanh rất là đậm chất riêng. Các bạn có thể đi xung quanh hồ bằng những cái trail cổ. Vì tụi mình khá là mệt nên tụi mình đã quyết định quay về với điểm xuất phát. Vậy là ngày hôm nay mình đã đi bộ trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Chưa bao giờ mình đi bộ lâu đến như vậy luôn á. Nhưng đổi lại mình thật sự tận hưởng cái không khí trong lành và những điều tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng. Vậy là video của mình đến đây cũng là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái vlog tiếp theo.